thầm thương thương chịu ăn mắm mà lâu vì chỉ bộ đạp trên vai. Ngại cho vậy người đầu tiên anh gặp là em chứ không ai. Mùi lòng tủ kho căng như cổ cô cắt bịt cắt tay sông. Xin ngại cho vậy được gặp em và tất cả người thân. Ra khỏi trên trại đều lặng nghe thấy những chuyện buông nói bay bay. Vì chưa khi nào anh được nên chẳng nghĩ được khi không biết chuyện sai. Người minh bài này là tao là thật lớn chưa biết tương lai. Không phải cho vậy người yêu vòng chờ vẫn đứng chưa ngồi ngó đời. Nhưng cuộc đời lại không tặng lại từng ngày thơm sắc tao. Tôi chưa bao nhiêu cùng được khổ như nào cùng gắng vượt qua. Đã phù bỏ thì có lẽ bây giờ cố gắng rất may thì tao cũng không thể nào vượt qua vì ý chí cộng hạt đậm anh nè nặng thân sắc tao bao nhiêu câu nói cộng lời thề hẹn lúc bây giờ nó trôi đâu anh nhớ em và con gái ai cùng thủy chung như vậy nếu ai cùng vậy thì con trai anh đi tình với anh bao nhiêu năm tháng và hóa lưu vô cũng chỉ vì sao mà hết lòng anh trái tim còn nhịp đập không buồn không nhưng cũng hết thật xong lời dọc được sự cũng đi hết niềm vui cũng có nghe chuyện bên ngày sẽ đánh thì làm hơi hay luôn được á đây. Đấy, bước cái này nè, 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 bước cái này và đầy gió sương vẫn luôn lao động hăng say hàng ngày đi cầm chiếc tay để tập luyện.